Vậy không lẽ ý của chị Hoa là tụi mình... Đúng rồi. Anh trai cho em thức thời gian nữa đi. Em gọi về, em báo gia đình gửi tiền đó, em trả anh trai liền anh trai. Nè, bộ anh giỡn con nào ở đây đã không muốn cho tôi qua có đúng không? Con về với Hoa đi, Hoa lo cho Quân tự ác cũng chết mà, nhá. Mày mà chơi đi thú tao đúng không? Tụi mày chơi đi thú đúng không?